Tình hình hạn mặn và dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề cho ngành nông nghiệp, trong đó có sản xuất lúa gạo. Tuy nhiên, đại diện Cục Trồng trọt khẳng định tình hình sản xuất lúa hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang diễn ra bình thường, đảm bảo cung cấp cho thị trường 25 triệu tấn lúa trong năm nay. Theo thông tin từ Cục Trồng trọt, diễn biến sản xuất lúa hiện nay chưa có tác động đột biến, có thể gây ảnh hưởng đến năng suất lúa. Tuy nhiên, với tình hình hạn mặn, dịch COVID, vấn đề cần quan tâm là chuẩn bị đầy đủ và ổn định nguồn cung nguyên liệu đầu vào, không để xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ trong thời điểm sản xuất vụ hè thu. Trong cái vụ hè thu này, chúng ta lưu ý hai điều. Một là phân bón cho những vùng nhiễm mặn có khả năng chống chịu được mặn và giúp cho cây trồng tốt hơn. Thứ hai là sử dụng các cái loại phân bón phải chậm tan và có cái lớp áo bên ngoài để chống cái thất thoát. Ngoài ra thì đối với các cái đại lý cũng như là các cái cửa hàng vật tư nông nghiệp ở tại các cái khu vực thì chúng ta cũng nên cập nhật lại cái tình hình xuống giống của bà con nông dân để chúng ta cung cấp vật tư kịp thời, tránh để xảy ra cái hiện tượng là khan hiếm cục bộ và làm cho giá cả nó tăng lên. Giữa tháng 4, thời điểm bắt đầu mùa vụ mới, chỉ tính riêng công ty cổ phần phân bón Bình Điền đơn hàng từ Campuchia lên đến 10.000 tấn. Và trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 khó khăn, doanh nghiệp phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chủ động duy trì sản xuất. Trang thiết bị về y tế thì chuẩn bị rất đầy đủ. Ngoài ra thì có một cái việc hết sức quan trọng, đó là tuyên truyền cho người lao động phải giữ vững cái tâm lý cho người lao động để yên tâm về sản xuất, tạo điều kiện để sắp xếp cho cán bộ nhân viên làm việc tại nhà, vẫn là bảo đảm được cái tiến độ công việc. Thị trường Campuchia cũng như thị trường trong nước, với bất cứ hoàn cảnh nào chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ để phục vụ cho quá trình sản xuất của bà con nông dân. Giãn cách, chia ca và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19. Nhờ vậy, sức khỏe của người lao động luôn được đảm bảo. Các dây chuyền sản xuất phân bón vẫn được hoạt động liên tục để kịp thời cung ứng đến cho bà con nông dân trong cả nước và phục vụ cho xuất khẩu. Lúc này, nỗ lực tự thân của doanh nghiệp với nhiều kịch bản sản xuất linh hoạt tùy từng tình huống để duy trì sản xuất liên tục, đảm bảo có đủ và đa dạng sản phẩm để cung ứng cho thị trường là điều hết sức cần thiết.